Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành, và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và trong video này, Khải xin phép gửi đến quý vị một cái phương pháp để giúp cho quý vị có thể ổn định được cái mức huyết áp, và từ đó chúng ta phòng tránh được những cái biến chứng như là tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim có tỷ lệ tử vong rất là cao. Và cái phương pháp này chúng ta sẽ áp dụng cái lý thuyết trong chuyện chẳng nha quý vị. Và trước khi mà đi vào phần chia sẻ, Khải rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Và trước đây á, trên kênh YouTube Tự Chữa Lành của Khải thì Khải cũng đã có những cái video hướng dẫn quý vị cải thiện được cái bệnh cao huyết áp bằng cách là chúng ta dây ấn vào những huyệt vị cho đông y. Và trên thực tế thì đã có rất là nhiều quý vị áp dụng cái cách đó và có những cái kết quả nó rất là tốt. Thì bây giờ Khải xin phép được chia sẻ tiếp một cái phương pháp, đó chính là chúng ta sẽ áp dụng lý thuyết của diện chẩn nha. Thì diện chẩn là một cái bộ môn khoa học do giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu sáng tạo ra. Thì quý vị nếu mà muốn biết thêm thông tin về diện chẩn thì quý vị có thể đọc cái dòng chữ mà Khải để phía dưới đó. Thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện cái bước đầu tiên. Chúng ta sẽ không nói dài dòng, thực hiện bước đầu tiên. Thì ở bước đầu tiên này, chúng ta sẽ dây ấn tác động vào huyệt vị 124 nha quý vị. Huyệt vị 124, huyệt vị này nó có tên là huyệt 124, và cái vị trí của nó là nó sẽ nằm ở trên vùng trán. Đây quý vị này, huyệt 124 sẽ có hai bên, bên phải và bên trái. Vị trí của nó thì chúng ta sẽ giống thẳng từ cái lòng đen nha. Đây nè, khi mà chúng ta nhìn thẳng á, thì chúng ta giống thẳng từ lòng đen này, giống thẳng lên vùng trán đó, giống thẳng lên. Và cái vị trí huyệt 124 này nó sẽ cách cái chân tóc này, cách cái chân tóc khoảng 2 cm đến 2,5 cm, thì nó sẽ là nằm chỗ này quý vị nè. Đó, quý vị thấy cái ngón tay út khẽ để này, đây cái vị trí cái dấu huyệt khẽ chỉ này, đây chính là khu vực huyệt 124, và nó sẽ nằm đối xứng với nhau. Qua giữa khuôn mặt của chúng ta thì nó sẽ có một huyệt vị bên trái này, từ lòng đen giống thẳng lên, và nó sẽ cách cái chân tóc khoảng là 2 đến 2,5 cm. Thì đây chính là hai vị trí của huyệt 124 nha quý vị. Thì quý vị hãy tác động vào huyệt 124 này thì sẽ giúp cái huyết áp nó sẽ được ổn định, được điều hòa. Và cách tác động á, thì quý vị có thể dùng nhiều cách khác nhau. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái ngón tay đi, ngón tay giữa này. Quý vị dùng hai ngón tay giữa của hai bàn tay, chúng ta đặt vào đây nè. Đó, chúng ta đặt vào cái vị trí huyệt 124 đó. Và chúng ta có thể là nhắm mắt lại, hít thở thật đều, thật sâu, và chúng ta dùng hai cái đầu ngón tay này chúng ta gõ vào đây. Đó, quý vị cứ làm giống như Khải vậy. Quý vị có thể vừa xem video này và vừa làm theo để chúng ta nhớ được lâu hơn. Chúng ta dùng hai cái đầu ngón tay gõ vào cái vị trí huyệt 124. Chúng ta gõ khoảng là 30 cái như vậy, hoặc là chúng ta gõ trong khoảng thời gian là từ 2 đến 3 phút là hợp lý. Quý vị có thể dùng thêm một ít dầu nóng để bôi vào khu vực này. Ở đây Khải có cái loại dầu cao Thái Lan. Quý vị có thể dùng bất kỳ loại dầu nào cũng được, như là dầu con hổ, dầu cao hổ cốt đó. Quý vị có thể tìm mua ở quầy thuốc tây, người ta sẽ có bán. Chúng ta bôi một lớp mỏng vào đây nè quý vị nè. Chúng ta dùng tay hoặc là chúng ta dùng cây dao huyệt này nè. Chúng ta sẽ bôi một lớp mỏng dầu vào cái vị trí huyệt 124. Đó, chúng ta bôi một lớp mỏng vào đây, bên trái này cũng vậy. Và chúng ta gõ vào. Cách đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai ấy, là quý vị sẽ tìm mua cái cây lăn cầu gai này của diện chẳng này. Thì cái lăn cầu gai này ấy, là một đầu dây huyệt bằng inox và một đầu lăn gai. Cái đầu lăn gai này có thể làm bằng sừng trâu hoặc là làm bằng đồng. Bằng đồng á, thì nó lại có cái tính âm. Thì quý vị sẽ dùng cái lăn cầu gai này, chúng ta dùng cái đầu lăn gai này chúng ta lăn lăn trực tiếp trên cái huyệt 124 này. Đó, quý vị dùng cái đầu lăn gai này chúng ta lăn vào nha. Trong quá trình lăn như vậy thì quý vị có thể hít thở thật đều, thật sâu nha. Đó, chúng ta lăn như vậy. Chúng ta lăn khoảng 2 phút. Thông thường thì chúng ta sẽ lăn bên trái trước. Quý vị sẽ lăn huyệt 124 bên trái trước này.
Đó, cứ như vậy chúng ta lăn vào. Cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng nhang ngải cứu của diện chẳng để chúng ta hơi nóng vào khu vực này. Thì quý vị có thể tìm mua nhang ngải cứu này nè ở cái quầy thuốc đông y gần khu vực quý vị sống, hoặc là quý vị tìm bất kỳ ở đâu cũng được, ở trên trang thương mại điện tử cũng được. Quý vị mua về và chúng ta lấy ra một điếu giống như vậy nè quý vị nè, lấy ra một điếu giống như vậy, chúng ta thắp đỏ lên và tận dụng cái nhiệt này để chúng ta hơ trực tiếp trên cái vùng huyệt 124 này. Chúng ta hơ, cách hơ là quý vị sẽ hơ vào nha, hơ vào gần cái vùng da, đến khi nào mà quý vị cảm thấy nó nóng rát thì chúng ta lại nhấc ra và lại hơ vào, làm liên tục như vậy nha. Bên trái cũng vậy, bên phải cũng vậy, chúng ta hơ như vậy. Và một ngày ấy, thì quý vị có thể tác động vào huyệt 124 này khoảng 2 lần đến 3 lần. Một lần là chúng ta tác động vào buổi sáng. Nếu như mà được thì quý vị nên tác động vào cái lúc mà chúng ta vừa mở mắt thức dậy. Tại vì sao? Tại vì quý vị biết rằng cái huyết áp trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ không cố định, mà nó sẽ thay đổi tùy vào cái môi trường, tùy vào cái tâm trạng của chúng ta. Thì thông thường vào ban đêm thì huyết áp nó sẽ thấp, còn ban ngày buổi sáng thức dậy thì huyết áp nó sẽ cao trở lại. Và đây là một cái khoảng thời gian rất là nhạy cảm đối với những quý vị nào mà đang bị cao huyết áp. Huyết áp vào cái thời điểm buổi sáng này nó dễ cao và dễ gây ra tình trạng tai biến. Cho nên nhé, là quý vị khi mà vừa mở mắt thức dậy, chúng ta có thể ngồi hoặc là nằm trực tiếp ở trên giường và chúng ta hãy tác động vào huyệt 124 này. Chúng ta tác động khoảng một thời gian 2 đến 3 phút rồi chúng ta hãy bước chân xuống giường. Tất nhiên là ở phần sau Khải sẽ chia sẻ thêm những cái bước khác nữa chúng ta kết hợp cùng cái bước này. Nói chung là đối với những quý vị nào mà bị cao huyết áp á, thì chúng ta nên buổi sáng á, vừa mở mắt ra thì chúng ta nên tập những cái bài tập trước khi bước chân xuống giường để phòng tránh tối đa được cái biến chứng là gây tai biến và nhồi máu cơ tim nha. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tác động vào cái huyệt vị thứ hai, và huyệt vị này trong diện chẩn thì nó sẽ có tên huyệt số 34. Cái vị trí của nó thì nó sẽ rất là dễ xác định. Huyệt 34 á, nó sẽ nằm trên cái đầu chân mày khoảng là 0,5 cm. Đây quý vị này, đây chính là cái đầu chân mày nha. Đây này, đầu chân mày. Thì đầu chân mày này quý vị dịch chuyển lên phía trên khoảng là 0,5 cm nữa là chúng ta sẽ có được huyệt 34 này. Và tương tự bên trái cũng vậy, từ đầu chân mày dịch chuyển lên phía trên khoảng là 0,5 cm là chúng ta có được huyệt 34. Thì cách tác động vào huyệt 34 này là hoàn toàn tương tự như là cách chúng ta tác động vào huyệt 124. Cách tác động vào huyệt 34 cũng hoàn toàn tương tự. Cách đầu tiên là dùng dùng đầu ngón tay để gõ vào. Đó, cách thứ hai là quý vị dùng cây lăn cầu gai này để lăn vào. Lăn vào huyệt 34 này. Chúng ta lăn mỗi bên là lăn khoảng là 2 đến 3 phút. Và nếu như mà có thời gian thì tốt nhất quý vị sẽ lăn trên cả cái cung chân mày này luôn nha. Này này quý vị này, chúng ta dùng cái đầu lăn gai này, chúng ta lăn cả trên cái cung chân mày này. Đó, chúng ta lăn như vậy. Chúng ta thông thường là chúng ta sẽ lăn bên trái trước này, chúng ta lăn khoảng 2 phút là chúng ta sẽ chuyển sang cái cung chân mày bên phải này, và chúng ta cũng sẽ lăn khoảng là 2 đến 3 phút. Cái việc mà dùng cái lăn cầu gai này lăn trên cung chân mày á thì sẽ giúp cho quý vị điều hòa được huyết áp. Những quý vị nào mà huyết áp cao thì nó sẽ thấp trở lại về cái mức cân bằng, cũng như là những quý vị nào mà huyết áp thấp, chúng ta làm cái động tác này cũng sẽ giúp quý vị điều hòa lại mức huyết áp. Và đặc biệt trên cái cung chân mày này thì cũng sẽ có rất là nhiều huyệt vị cho đông y, thì cái việc mà lăn cái cầu gai này trên cung chân mày cũng sẽ giúp cho quý vị hỗ trợ điều trị được những bệnh về mắt, giúp mắt sáng khỏe hơn, hỗ trợ điều trị được những bệnh như là cận thị này, bị viêm giác mạc này, rồi khô tuyến lệ này, nước mắt sống này, vân vân. Nói chung là cái việc mà tác động đến cung chân mày thì rất là tốt cho sức khỏe nha. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện cái bước thứ ba, và ở bước này chúng ta sẽ tác động vào cái vành tai. Thì đối với những quý vị nào mà bị cao huyết áp á, tức là cái áp lực nó tác động lên cái thành của động mạch nó rất là lớn, và đây chính là cái nguyên nhân hàng đầu khiến cho cái mạch máu nó dễ bị vỡ. Và nguy hiểm nhất thì mạch máu ở trong não chúng ta mà bị vỡ ra thì gây ra tình trạng là chảy máu ra và đông lại, làm tắc nghẽn cái vùng não đó và gây chết não, hay người ta gọi là đột quỵ não đó, hay còn gọi là tai biến mạch máu não đó. Thì quý vị sẽ vuốt vào vành tai này.
Đó, chúng ta cứ vuốt phần bàn tay như vậy, chúng ta vuốt từ trên xuống dưới, vuốt từ trên xuống dưới. Cái động tác như thế này á sẽ giúp khí huyết ở trên cái vùng não chúng ta, trên cái vùng đầu chúng ta, nó được dịu bớt, nó được dịu bớt, nó không có căng quá, không căng quá, và giảm thiểu tối đa được cái tình trạng là gây tai biến. Quý vị vuốt như vậy khoảng 2 đến 3 phút. Sau khi vuốt cái vành tai thì chúng ta sẽ áp dụng cái cách là chúng ta sẽ chải đầu bằng 10 đầu ngón tay. Chúng ta sẽ chải đầu bằng 10 đầu ngón tay. Quý vị dùng 10 đầu ngón tay này chúng ta đặt trên cái vùng da đầu và chúng ta cứ chải ra phía sau như vậy. Đó, quý vị làm tất cả những vị trí trên cái vùng da đầu chúng ta. Cái động tác này rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Thì quý vị sẽ làm cái phương pháp này, tức là buổi sáng á, khi mà quý vị vừa mở mắt ra, chúng ta chưa bước chân xuống giường nha, vừa mở mắt ra, vừa thức dậy đó, thì chúng ta sẽ làm cái bài tập này. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ tác động vào huyệt 124 này. Thứ hai là chúng ta sẽ tác động vào huyệt 34 này. Thứ ba là chúng ta sẽ vuốt cái bàn tay. Và thứ tư là chúng ta sẽ chải đầu bằng những cái ngón tay của chúng ta. Cái quý vị mình làm cái bài tập này mà trước khi bước chân xuống giường thì chắc chắn là cái nguy cơ mà gây tai biến á, nó sẽ giảm xuống tối đa nha quý vị, giảm xuống tối đa. Và buổi tối quý vị làm lại một lần nữa trước khi đi ngủ không một tiếng thì nó sẽ giúp sức khỏe chúng ta được tăng cường mỗi ngày, cũng như là phòng tránh tối đa được biến chứng tai biến, và đồng thời cũng sẽ giúp cho quý vị có được một giấc ngủ ngon hơn nha. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách chúng ta đã áp dụng lý thuyết trong chuyện chẳng để giúp cho quý vị có thể điều hòa được cái mức huyết áp, phòng tránh tối đa được cái biến chứng gây tai biến mạch máu não. Tất nhiên là quý vị cũng có thể áp dụng cái phương pháp này cũng như là áp dụng những cái cách trước đây mà Khải từng chia sẻ, như là chúng ta tác động vào huyệt nội quan ở trên cái cổ tay này. Đó, huyệt nội quan trên cổ tay này là huyệt vị rất là hiệu quả để giúp điều hòa được huyết áp, cũng như là cái huyệt thái sung nằm trên cái kẽ cái mu bàn chân, nằm giữa ngón chân cái và ngón chân trỏ đó. Đó cũng là những cái cách để giúp quý vị điều hòa huyết áp. Và Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thực sự là hữu ích để giúp cho quý vị phòng được cái bệnh cao huyết áp nói riêng, cũng như là tất cả những cái bệnh lý khác nói chung. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai thì quý vị hãy nhấn like và chia sẻ cho những người khác cùng xem, tại vì biết đâu đó ở ngoài kia đang có rất là nhiều người cần cái phương pháp này. Và nếu như mà quý vị có những thắc mắc thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video nha. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để khi nào mà Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và chắc chắn là sẽ hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.